mạch AC test thì tôi giải thích thêm. AC là viết tắt của AC này, điện AC này. Test là viết tắt của từ detector. Tách ra từ nguồn AC. Đấy, thì người ta gọi là AC test. AC test có trên máy gì? Có trên những máy gì? Về điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, cả in cả mono nói chung thì nó sẽ có trên như này, có trên tất cả các máy nha, chú này, có trên tất cả các máy mà dùng check để điều khiển tốc độ, thấy chưa? Mà muốn dùng check để điều khiển tốc độ, điều khiển tốc độ quạt hay là tốc độ động cơ, cho nên là chúng ta sẽ gặp ở trên điều hòa này, điều hòa này, mono này, điều hòa in này, nó có cái con check để điều khiển điện quạt sau này nhé. Chia ở đây thì nó sẽ bao gồm cả photo check nhé. Photo check nó chính là cái con check nó tích hợp thôi. Đấy, tốc độ quạt hay động cơ gặp trên điều hòa mono, điều hòa inverter, rồi máy giặt, trên máy giặt ví dụ như cái máy cửa ngang ấy, và nó phải dùng chép, nó thay đổi cái tốc độ của động cơ cho nên nó buộc phải có cái mạch này nha. Quạt điều khiển từ xa đấy, rồi bếp hồng ngoại đấy. Ngoài ra máy mà không có chép đây thì có thể có thể không. Đấy, các máy không có check, ví dụ sau này sang cái điều hòa nó dùng quạt DC thì làm gì có check, đúng không nhỉ? Thì có máy AC test, có máy không có, cái này không bắt buộc. Đấy, có máy không có. Và cái máy AC test bây giờ nó không phải để điều khiển check nữa, mà là để làm gì? Để theo dõi sự ổn định của nguồn AC, của cái thằng nguồn AC ấy, xem anh có ổn định hay không, hay là anh cứ chập chờn, anh cứ lúc có lúc mất thì là nó cắt luôn đi, nó không cho chạy được. Đấy, tôi lấy ví dụ cái máy Hala bây giờ nó có cái máy AC test này, mặc dù nó dùng quạt DC nhưng vì cái phích điện của chúng ta này cắm là nó cứ chập chờn, nó cứ trẹt 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 là máy nó tắt luôn, là nhờ cái mạch này chứ không phải là tại cái phích điện, bởi vì cái phích điện nó chỉ trẹt cái, nó mất điện trong vòng có 1 giây thôi thì cái tụ ở bên trong nó tích điện, nó vẫn đủ nuôi máy, nhưng cái AC test này nó báo về là mất tín hiệu cái là nó thôi luôn, cho máy ngắt nguồn luôn. Đấy, thì nó an toàn hơn chứ để cái phích điện nó cứ tẹt 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 xong bắt đầu máy nó cứ vẫn cứ chạy thì là tí nó chết máy, mục đích của nó là như vậy. Đấy, thì cho chúng ta hiểu sau này chúng ta sẽ gặp cái AC test ở tất cả các máy có check điều khiển tốc độ quạt hay động cơ, và gặp trên một số máy không có check, một số máy chứ không check thì nó dùng cái việc vào cái chức năng thứ hai là để theo dõi nguồn điện, sự ổn định của nguồn điện. Hai là các dạng mạch AC test, và trong mỗi dạng này thì chúng ta kiểm tra ra làm sao. Hai là các dạng mạch AC test, đầu tiên là tôi nói về các dạng mạch AC test ở trên điều hòa đi đã, trên điều hòa mono.
bề ngoài. Sau đó tôi sẽ mở rộng ra thêm một số máy khác để cho chúng ta có thể nhận biết. Trên điều hòa Modo nó có 4 dạng tất cả. Với cái máy dùng một biến áp nó có 2 dạng. Máy dùng nguồn biến áp thì nó có 2 dạng. Tôi gọi là dạng 1 và dạng 2. Dạng số 1 là thế này. Đây là nguồn AC 220V đi vào, nó đi qua biến áp, đi qua biến áp. Đầu bên này tôi lấy ví dụ nó ra được khoảng 14V đi. Cái dạng 1 giống như cái dạng hôm qua chúng ta học, nó đi qua cầu iốt nhưng người ta không lọc ngay mà người ta lại chặn tiếp qua một con iốt nữa, rồi ở chỗ này người ta mới lọc. Điện áp chỗ này 14V thì đây nó thành 20V này, nhưng mà chỗ này là điện áp DC phẳng nhé, chỗ này là DC phẳng rồi. Mục đích của cái diode D5 này này, đây là D1 đến D4 chẳng, đây là con D5 chẳng. Mục đích của diode D5 này là ngăn cái áp DC phẳng này với cái áp chỗ này. Áp chỗ này nó vẫn là cái dạng này, vẫn là cái dạng nhấp nhô này. Đấy, chỗ này này. Đấy, đó, vẫn là cái dạng. Và bây giờ người ta có hai cách. Một là người ta tách những cái đỉnh, tách những cái đỉnh này. Hai là người ta tách những cái điểm không này, điểm không này. Thì người ta thấy rằng là người ta tách ra lấy cái điểm không dễ hơn, dễ hơn lấy cái đỉnh. Người ta chỉ việc cho đi qua hai con trở, và người ta để cho con trở đấy nó nhỏ thôi, cho vào một con đèn khuếch đại. Đây là 5V. Điểm này người ta thu được. Đây tôi phân tích như này. Biến áp chỗ này là 14V, chưa lọc thì nó là 14V. Tôi lấy ví dụ người ta cho đi qua hai con cùng là 10K đi. 10K. Nếu như không có cái chân B này bám vào thì điện áp chỗ này là bao nhiêu ạ? Đo được bao nhiêu ạ? 14V. 2 con 10K chia đôi ra thì còn 7V, đúng không? 7V chứ. Nó còn độ cao là 7V. Đây, 2 con 10K chia đôi ra. Thay cho 4,7K cho nó khỏe. Còn 7V. Bây giờ cái mối BE này bao nhiêu volt thì nó dẫn ạ? 0,6V nó dẫn. Tôi phải cái này nó cao lên một tí để cho tôi dễ nhìn. Cái độ cao này là đang là 7V, mà chỉ cần có 0,6V nó đã dẫn rồi. Ta hiểu chỗ này không ạ? Hay nói cái khác là cái độ cao này nó chỉ cần có 1/10 của cái xung này này là con này nó dẫn bão hòa rồi nhé. Bởi vì tôi để con trở này nó tương đối nhỏ. Hay nói cái khác, những cái đoạn này này, con này dẫn bao hòa và chân C nó bằng bao nhiêu ạ? Không. Và chỉ có lúc nào mà nó dưới 0,6 thì con này nó tắt. Chân này bằng bao nhiêu ạ? 5. Và đây là cái điện áp mà tôi thu được ở chân C. Nó gần như là thế này luôn. Đây là chân C tôi thu được. Còn đây là điện áp chỗ này. Và người ta gọi đây là mạch khuếch đại tách xung. Đấy chưa? Đưa vào vi xử lý. Đấy. Sau khi chỉnh lưu qua cầu diode thì ở đây nó được tần số là bao nhiêu ạ?
50 hay 100? 100. Nó thành 100 đấy. Nó thành 100. Nó thành 100 Hz. Bởi vì sao? Bởi vì tính như này nhá. Nếu như để hình sin này này, từ đây đến đây mới được 1 Hz. Nhưng mà lại sau khi nó lật lên trên này thì từ đây đến đây nó lại thành 2 Hz. Mọi người có hiểu cho nào không? Có cần phải giải thích cho này. Tại sao mà cứ để hình sin nó lại có 1 mà lại lật lên trên lại thành 2? Thì người ta định nghĩa một cái chu kỳ. Một chu kỳ. Chúng ta quay lại cái định nghĩa một chu kỳ. Một chu kỳ là phải đến cái đoạn nó lặp lại cái kiểu cũ. Thì có phải là đến thế này, có phải là đến tận đây nó mới lặp lại kiểu cũ không? Đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tôi lặp nó lên trên này thì có phải là đến đây nó đã lặp lại rồi không? Được chưa? Một chu kỳ là tính là hết một cái vòng tròn mà nó quay lại cái điểm của nó, lặp lại cái vị trí cũ. Cho nên đây là thành 100 Hz. Thì đây, 100 Hz. Thì ra 100 cái đỉnh hay là ra 100 cái chân này, mà mỗi cái chân này ra một cái xung này, thì có vẻ cái xung ở đây là được 100 Hz không? Đấy, nhá. Sau này một là anh có đồng máy hiện sóng, anh đo vào đây cái nó ra cái dạng này thì sửa là nhà lắm nhỉ, nhưng mà máy hiện sóng đắt quá, 13 triệu mà mang cái máy 13 triệu để đi đo cái xung này thì giống như cái kiểu như là sắm một con dao 5 triệu để đi mổ con gà đó, không cần thiết. Thì có cách thứ hai là tôi không có máy hiện sóng thì tôi đo điện áp. Thì thường thường là cái chân này nó có 3V so với mát, 2,5 đến 3V nhá. Đấy, mọi người cứ bảo là em đo acidex làm sao để biết nó sống hay chết. Thì bây giờ nếu anh có biết sóng anh dí đây gai nó ra lên chi này ngon rồi đúng không, ra cái xung thì ngon rồi đúng không. Còn anh có đồng hồ thì anh đo CE con này từ 2,5 đến 3V là được. CE con này bằng 0 thì check con gì? Đấy, quay lại. Nhiều khi sửa những cái bệnh cao xa nhưng mà quay lại được từ căn bản thôi, chẳng có gì cả. Ví dụ đo thấy đây gọi là R1, R2, R3, đo thấy UCE của đèn Q1 bằng 0V suy ra hỏng cái gì? Bằng 0 thì con này nó mở hết này, mở bão hòa này. 1 là đứt con này, điện áp này nó dâng cao quá nó mở hết. 2 là đứt con này, đứt R2, đứt R3, chọc Q1, có phải thế không? Chọc Q1. Thứ hai, đấy, cái này là kỹ năng gọi là kỹ năng sửa mạch này. 2 đo thấy UCE bằng 5V của đèn Q1 bằng 5V, suy ra được cái điều gì? Con này không dẫn tí nào, đứt con này. 1 đứt con này, chết ở dạng đứt. Chở, chú ý, chở chỉ tăng chỉ số hoặc đứt. Ngày mai mà đi thử việc mà con chở này em cho thấy nó giảm chỉ số là người ta cho lớp ao ngay đấy nhá. Con chở này nó bị chập rồi anh ạ, chết nhá. Chở chỉ tăng chỉ số và đứt, không có chở giảm chỉ số và chập, chú ý. Đi xin việc, đang thử việc. Con này nó, con chở nó chậm ra anh ạ. Cháy ngay đấy. Có cháy mà này. Cháy nó đứt chứ. Vâng, cháy cũng có cháy. Đấy, cái bài này chi tiết một tí thì sau này dùng mãi mãi luôn. Sang điều bài Y cũng có phải học lại cái bài này này nữa. Okay, I'm
chưa thể đi sau nhiêu sau cầu nữa nó đi 100 mét được đấy, thực tế mình đo nó không 100 mét được. Đúng rồi, thấy 100 mét luôn. Đúng không? Mình đặt đồng hồ ở đây mình đo đấy đúng 100 mét luôn. Bây giờ dạng 2. Dạng 2. Dạng 2 cũng khi chúng ta hiểu đấy cũng không cần là bởi vì nó khác một chút thôi. Dạng 2. Thứ nhất là chiếc này nó không có diốt. Nó nối thẳng vào cái tụ này. Thì điện ở đây nó sẽ bị san phẳng ra đúng nhỉ? Nó không còn cái xung này nữa. Cho nên người ta phải lấy ACS ở trước cầu diốt. Các hiểu không ạ? Đây, chúng ta phải lấy ở đây. Chúng ta cho qua một con diode. Lấy vào đây. Mỗi thế thôi. Dạng 2 ra bao nhiêu hết ạ? 50 thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó ra được một pha thôi. Ví dụ ở đây dương, ở đây âm, thì có dòng điện đi qua đây. Nhưng ở đây âm, ở đây dương, thì con này phân cực ngược. Cho nên là nó đi được có một pha đi qua cái cách quãng như này này. Cho nên cái dạng này nó ra được là 10 hết. Mạch cũng y xìm như này không có gì khác nhá. Ở dạng 2 có lấy ra được 100 hết hay không? 50 hết. Lại thêm một con diode nữa. Lại thêm một con diode nữa. Đây lại thêm con điếu nữa cho vào đây thì lại ra được 100 mét. Chỗ này dương ở đây đi qua con thứ nhất và đây là D1, dương ở đây âm đây thì đi qua con D1, tí quay dương lên đây âm xuống dưới thì nó lại đi qua con D2. Đây dương đây là đi qua D2 và cuối cùng nó lại đi qua được cả hai pha lại thành 100 hết. Đấy 100 hết. Cái bên dạng 2 này nó gần giống dạng 1, ta chỉ cần vẽ một cái là hiểu. Hiểu như vậy. Tức là gì? Dạng 2 nó lấy trước cầu diốt. Nếu nó lấy một bên thì được 50 hết. Nếu nó lấy hai bên thì lại ra được 100 hết. Cái dạng 2 này là nó ở trên máy media. Đấy thì còn cái bo media chúng ta dò xem. Rồi còn lấy dạng 1 là bo đa năng. Đa năng Trung Quốc. Nhá. Bây giờ dạng 3 và dạng 4, máy dùng nguồn xung nhá. Dùng nguồn xung thì nó sẽ có hai dạng. Có hai dạng. Thế bây giờ nguồn xung thì rõ ràng nó không có biến áp, nó là cái biến áp xung. Biến áp xung nó là việc ở tần số không phải là 50 Hz nữa, mà nó là tần số hàng trăm kHz và nó làm việc với điện áp một chiều. Có nghĩa là đến vào đến cái nguồn xung ấy, và đến biến áp xung ấy, thì nó không còn điện AC nữa, không còn điện AC 50 Hz nữa. Cho nên người ta phải lấy cái điện AC này trước, trước khi chỉnh lưu nhé, hoặc là sau khi chỉnh lưu nhưng lại không lọc thì tôi gọi đây là dạng số 3. Cái này thường thường là một cái điều hòa và nguồn xung từ tàu vào nó sẽ là thế này. Từ đây nó đi vào đi qua cầu trì trước, sau cầu trì thì có bảo vệ quá áp, rồi thì lọc nhiễm cao tần. Thế này đấy, qua trở hạ dòng, sau khi lọc nhiễm cao tần này này thì
thì đến chợ Hàn xong rồi đến cầu Iốt thì vào đây là nó thành DC mất rồi. Lúc này là điện thành điện DC 300V rồi. Đây là DC 300V phẳng. Đã phẳng rồi thì không lấy được sông ACD nữa. Đúng nhỉ? Đã phẳng rồi không lấy được sông ACD nữa. Cho nên người ta phải lấy ở trước. Trước cầu Iốt. Mà trước cầu Iốt thì nó đã được cách ly chưa? Chưa, cho nên người ta phải cho đi qua con gì để cách ly ạ? Qua con photo quang. Đấy, cho nên là phải đi qua photo quang. Nó đi qua, nó lại có hai kiểu photo quang. Đấy, nha. Nếu mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài photo quang mà có diode, một là thế này, hai là thế này. Tức là có một trong hai con này thôi. Đây tôi bảo D1, đây là D2 đi. Có con này thì thôi con này nhé. Có con này thôi con này nhé. Thì bên trong photo quang này nó chỉ cần một con thôi. Hay nói cách khác, nó chính là dùng cái con PC87 đấy là được. Đấy. Ở bên này nó có hai kiểu. Bây giờ tôi hỏi như này mọi người. Chân 4 nếu đấu vào 5V thì chân 3 phải đấu qua cái gì? Có đấu xuống mát được ngay không? Qua trở. Chân 3 phải qua trở mới được xuống mát. Hiểu chưa? Người ta có hai cách đấu. Một là một chân 4 người ta đấu thẳng vào 5V thì chân 3 phải qua trở. Ở đây người ta thu được cái tín hiệu điện nó ra làm sao? Đấy, chung nhận. Nếu pha dương ở đây, âm đây thì có dòng điện đi qua đây không? Có dòng điện đi qua đây thì con này cũng có dòng điện đi qua. Và ở đây nó sinh ra một cái điện ra thế này. Ngược lại khi pha âm ở đây, pha dương ở đây có dòng điện qua không? Làm gì có, con này nó chặn mất rồi. Giả sử bỏ con này đi nhá. Bỏ con này đi thì nó đi qua được đây không? Không đúng không? Lúc này nó thoát qua con này này. Lúc này con này nó phát huy tác dụng. Nó để làm gì? Nên nhiều người bảo không hiểu tại sao con này nó thêm vào để làm gì. Nếu như không có con này thì điện áp ngược của con này là bao nhiêu V? 220. 220. Con này mà áp ngược là 220 thì nó chết con này. Cho nên người ta cho con này vào. Lúc đấy cái điện áp ngược của con này lại còn có 1V, mới gần 1V thôi, nó 0.6V thôi. Hiểu chưa anh em ạ? Mục đích của cái con này là để cái áp ngược này nó thoát qua đây này. Nó không chết con này này. Cho nên là người ta thêm con này vào hoặc là người ta chặn bằng một con này cũng được. Được chưa? Điện áp thế này thì đi được nhưng mà ngược lại thì bị con này nó chặn. Con này 2 là mình đấu song song ở đấu thế này cũng được. Như thế này, tức là nó có một thế này, hai là thế này. Mà không thì nó có cả hai, nhiều máy nó có cả hai. Chẳng sao. Đấy, thì nó ra đây thì cái pha này nó không đi qua được, đúng chưa? Ví dụ chẳng hạn như nếu mà cả nối tiếp song song, con nối tiếp mà nó đứt thì nó thoát qua một song song. Rồi, ok. Có cả hai con này cũng không sao. Thì cái pha dương ở đây to đây nếu không đi qua được thì nó bỏ một đoạn này. Đã hiểu chưa? Và ở đây chúng ta thu được cái dạng này thì là bao nhiêu? Là 10 Hz. Có những cái máy nó chỉ thế này thôi rồi nó đưa luôn vào vi xử lý. Và như vậy là vi xử lý anh phải lại phải xử lý tiếp cái tín hiệu hình xin này, hay là cái khác vào trong vi xử lý. Nó nhận được hình xin này rồi thì nó sẽ sửa lại thành trung quốc sau. Thấy chưa? Nhiều mạch nó chỉ đơn giản này thôi. Có những cái mạch thì nó thêm cái này, nó thêm cái này lại chính là cái mạch có giải cách xung đấy. Thêm một con đèn, và đây là vào vi xử lý. Đấy, thì nó đã có cái này rồi thì nó lại tách, nó thường lại tách xung âm và nó lại nhận được cái tín hiệu này. Tức là nó lại lúc nào mà nó đi qua cái chân này này, nó là nó về không này này, thì nó có một cái xung điện. Tuy nhiên cái kiểu này nó ra cái xung 50 Hz thôi.
nó lại thành cái sung này. Nó gọi là con đèn này nó gọi là khuếch đại. Đây là sung ACDS. Và con đèn này người ta gọi là khuếch đại tách sung. Còn nếu người ta lấy luôn ở đây vào vi xử lý thì nó là cái dạng này. Nó là cái dạng này. Nhấp nhô này nhá. Quá. Thế bây giờ nếu như nó có cái đèn này thì đây là bao nhiêu vôn? Thì đây cũng lại là 2,5 vôn nhá. Thế cũng lại 2,5 đến 3 vôn. Tức là CE UCE từ 2,5 đến 3 vôn. Còn ở đây là bao nhiêu? 1 vôn. Khoảng 3 vôn. 3 vôn. Khoảng 3 vôn. Đo giữa hai chân này. Khoảng 3 vôn. Bây giờ lại phân tích như này. Rồi lại gọi đây là R1, R2, R3, R4. Bây giờ thì chúng ta mới suy ra nhé. Nếu đứt R1 thì dòng đi qua đây sẽ bằng 0. Con này tắt thì con này có ra đâu? Không. Điện áp bằng bao nhiêu? 5 vôn. UCE nó sẽ bằng UCE Q1 nó sẽ bằng 5 vôn. Hai. Chết con này. Thì cũng thế. Cũng là giống hỏng cái con photocoil. Nhưng mà nó ốp tô cho nó ngắn. Thì UCE của đèn Q1 này vẫn là thế này. Ba, đứt con này. Đây là con phân áp. Cho nên đứt con này thì con này nó mở. Thì điện áp đơ vào đây mạnh quá. Con này rất mạnh cho nên điện áp CE này giờ giảm xuống sức chỉ bằng 0. Đúng không? UCE đèn Q1 giảm sấp xỉ 0 vôn. Đứt con này. UCE vào bao nhiêu? Đứt con này thì làm gì còn điện vào chân B nữa. Con này không dẫn. UCE Q1 lại tăng 5 vôn. Đứt R4 thì UCE bằng 0, đúng nhỉ? Chập Q1 thì UCE của đèn Q1 bằng 0. Đây là những cái mà chúng ta có thể luôn luôn có thể suy luận được. Và trong thực tế chúng ta kiểm tra thì chúng ta phải suy luận ngược. Đây là trong thực tế sửa chữa, chúng ta đừng có đi kiểm tra con này ngay, đừng có đi kiểm tra con này ngay, mà tôi chỉ cần đo điện áp ở chỗ này và đo điện áp chỗ này. Ví dụ ở đây chỗ này 3 vôn, suy ra con này tốt, áp đây sai bằng 0, suy ra con này đứt, con này chậm. Thứ hai là nếu ở đây mà sai thì dĩ nhiên nó sai theo ở đây. Ở đây bằng 0, điều đó chứng tỏ con này không mở. 1 là con này đứt, 2 là con này chết. Và ở đây sai thì ở đây nó sẽ sai theo hướng mũi tên này. Cho nên là sau này sửa một cái mạch chi tiết, chúng ta cần hai kỹ năng. 1 là chúng ta hiểu cái chiều tín hiệu đi. Và 2 là chúng ta hiểu rằng theo chiều tín hiệu đi như thế này, hỏng cái phía trước của cái mũi tên này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái phía sau. Nhưng hỏng cái phía sau thì nó không ảnh hưởng đến cái phía trước. Và thứ ba là chúng ta phải dùng điện áp để suy luận. Đây, dùng điện áp để suy luận. Tôi lấy ví dụ, điện áp này bằng 0 thì tôi suy ra luận là 1 là con này nó chậm, 2 là con này nó đứt, 3 là cái điện áp này đưa vào đây mạnh quá khiến nó mở bão hòa. Mà điện áp đưa vào đây mạnh quá thì chỉ có đứt con này thôi. Đấy là cái cách sửa chữa suy luận đấy. Người ta gọi là cái gì đó? Tư duy logic đấy.
ai có tư duy logic là người đó sẽ sửa được mạch bất kỳ, mạch điện tử bất kỳ. Tức là người ta đo chỗ này, người ta lại suy ra được những con gì nó làm cho điện áp chỗ này nó bị như vậy. Đây hiểu chưa? Tôi gọi đấy là tư duy logic. Hai là tôi đo đây bằng 5V. Tôi suy ra được một là con này nó đứt, hai là đứt con này, ba là nó đứt con này và bốn là đứt con này. Đấy. Tức là người ta gọi là cái tư duy logic trong sửa chữa đấy. Tức là tôi suy luận được học con này nó sẽ dẫn đến cái điện áp chỗ kia nó thế nào. Thế đây là dạng 3. Dạng 3 nhé. Anh em vẽ xong cái dạng 3 này chưa? Rồi ta đi. Và tôi nói thêm cái dạng 3 này một chút. Cái dạng 3 này mà muốn tạo ra được 100 Hz, người ta chỉ việc thay đúng một con photo quang này bằng một con PC814 đặc biệt PC814. Con này ta nhớ cho tôi là bên trong có 2 diode đấu ngược chiều nhau. Lúc này phải bỏ đi con diode này, có cần bỏ đi không? Phải bỏ đi hai con này, phải bỏ đi đấy. Lúc này người ta thay con diode này bằng một con trở đấy, và chỉ cần thay đúng một cái con photo quang này từ 87 thành PC814 và bỏ hai con diode này đi, bỏ diode này đi không cần nữa, là lập tức người ta lấy ra được 100 Hz. Tất cả các đằng sau này có thể giữ nguyên. Đấy, bây giờ là chúng ta mà sửa máy Daikin này, Pala này, là để ý này, thì cái sự khác nhau giữa hai cái mạch này chúng ta nhận biết bằng cái gì? Ô tô. Ô tô thì phải tra cứu. Ô tô. Không tra cứu mà tôi nhận ra được nhờ cái gì? Có diode ở ngoài hay không? Ngoài hay không? Đấy. Nếu có là nó dùng 50 Hz. Có đây này. Nó chặn con diode này này. Đúng nhỉ? Khi nó đã có diode ngoài thì kể cả anh cứ lắp con này vào nó cũng chỉ ra được 50 Hz thôi. Hai là không có diode. Thì không có diode chắc chắn ở bên trong nó sẽ dùng con này. Thì nó ra là 100 Hz nhá. Tôi thậm chí là tôi thấy mạch này nó không có diode. Tôi đoán chắc chắn con này nó sẽ thế này và tra cứu nó sẽ đúng như này thôi. Và chúng ta mua con này thay là được. Bây giờ nó đang dùng con này mà chúng ta thay con 87 thì nó xảy ra tình trạng gì? Nó đang 100 Hz. Nó đang 100 Hz. Chúng ta thay bằng 50 Hz. Thì ở máy Daikin chẳng hạn, nó vẫn lên nguồn. Nó vẫn lên nguồn nhá. Nhưng mà quạt, nó điện áp ra quạt ấy, áp ra quạt nhá. Đo còn có 100 thôi. Còn có 100 thôi. 100V, 110V, đúng là một nửa luôn. Tức là để tốc độ cao nhất ấy, đo được đúng 110. Tức là quạt nó cứ chạy. Lúc nào nó ra cao nhất thì nó chạy được hơi chậm chậm, xong rồi thỉnh thoảng nó đứng im lại, nó đứng lại. Quạt nếu nó quay thì nó không quay lờ đờ, và thỉnh thoảng nó lại không quay. Thế là cứ đi sửa quạt nha. Nhiều anh thì thay quạt, thay chi áp, thay đèn khuếch đại đảo. Đấy, chỉ có do cái anh này đã thành nhầm con này. Đấy, nhưng mà biết hiểu ra thay con này bằng trả lại con 84 phát lại ok. Đấy, tiếp theo này bên này sau này chúng ta có thể tra cứu, nó có thể thay đổi cách đấu. Người ta có thể đấu thế này và người ta cũng có thể đấu thế này. Chân này người ta đấu súng mát nha, chú ý chỗ này. Hôm ngày mai dò mạch thì thấy là em chưa được học cái mạch này, thầy mới dạy em cái mạch kia. Ngày mai là chân 4 này nó súng, đây là 1 nhá, 2 nhá, 3 nhá, 4 nhá. Nếu mà chân 3 súng mát thì chân 4 phải làm sao? Phải qua trở mới được đấu vào 5V.
đấy, nó có thể thế này nhá. Thì lúc này chỗ nào lấy ra tín hiệu? Tín hiệu lấy trên 4 hay trên 3? Trên 3, bây giờ nó đang triệt tiêu đất rồi, đây là trên 4, lấy ra tín hiệu lại đưa qua vào đây. Đấy, ngày mai dò mạch nó có thể ra thế này nhá. Số mẹ bảo các em chưa được học. Nó thay đổi cách đấu một tí thôi. Nha, nó thay đổi cách đấu một chút vẫn được, không sao. Bây giờ dạng 4 lại thay đổi một chút nữa. Bây giờ dạng 4 là như này, người ta có thể dùng con photo quang có một diod nhưng người ta lại vẫn lấy ra được 100 Hz. Đấy, người ta vẫn lấy ra được 100 Hz, thì lúc đó người ta không lấy ở điểm này mà người ta lấy ở đâu ạ? Lấy điểm này. Đấy, lúc đó người ta lại thế này, người ta chỉnh lưu nhưng người ta không lọc ngay mà người ta lại ngăn qua một con diod rồi mới lọc. Đấy, thì đây là 300V DC phẳng. Nhưng chỗ này thì lại vẫn là thế này nhá. Và bây giờ cái điểm này này, người ta không lấy ở đây mà người ta lấy ở đây. Người ta lấy ở đây. Đấy, thay đổi cách đấu được mà. Tất cả cái này để nguyên được. Thay đổi cách đấu. Ở đây có được không? Không. Ở trên này là phản sao? Mát. Mát nhiều mát ở đây là bên này nhé. Bên này khác nhau nhé. Này, bên này là cái mát này. Tôi xin lỗi. Chỗ này tôi vẽ lại hai cái mát này khác nhau nhé. Mát bên này tôi vẽ thế này đi. Mát này là mát của cái âm này. Mát cái cơ của mát. Đấy, nó thế này. Và đây nó trở thành cái mạch ACS của máy LG. Đấy, đúng như này luôn. Và đối với trường hợp này thì chỉ cần con PC87 thôi nhưng vẫn ra được 100 Hz. Và cái cách đo điện áp bên này hoàn toàn tương tự, không có gì thay đổi. Điện áp đây vẫn là 3V, cho chân 3 và 4 vẫn là 3V. Điện áp CE này vẫn là 2,5V, từ 2,5V đến 3V. Và khi hỏng cũng thế, cũng không có khác. Con đứt con này thì vẫn dẫn đến, con này không dẫn. Nhưng mà nếu mà đấu cách đấu này thì cái điện áp nó ngược lại nhé. Thầy cho em hỏi con chờ chỗ chân 1,2 con PC817 là bao nhiêu K? Con này thì nó bằng 3 con này luôn. Còn ở trong máy LG con này là 300K, con này cũng là 300K luôn. Bằng nhau luôn. Bởi vì tại sao người ta lại không cần điện áp nhỏ, trở nhỏ, là vì cái thằng này nó có điện áp ngược nữa không? Không. Nó không còn áp ngược nữa. Là vì nó đi qua thằng này nó chặn cái ngược mất rồi. Thấy hiểu không ạ? Nó chỉ còn cái pha dương thôi. Nó làm gì còn pha âm nữa. Cho nên là nó không còn điện áp ngược nữa. Đấy. À, dạng này thì chúng ta cũng thể suy luận. Nếu ở đây bằng 5V thì là con này nó không mở, một là đứt con này, hai là đứt con này, ba là đứt con này. Nếu ở đây bằng 0, CE bằng 0, một là chập con này, hai là con này nó đứt, làm cho điện áp cho này này nó dâng lên. Hai, ba là con này đứt, con này đứt, con này đứt, con này chập, đây bằng 0. Còn nếu mà đây bằng 5 thì một là con này đứt, đây bằng 0, cả con này đứt nữa. Tôi nhắc lại, con này đứt, con này đứt, con này chập, con này đứt thì đây bằng 0. Còn đây bằng 5, dâng lên bằng 5 thì con này và con này đứt. Người ta gọi là cái suy luận đấy. Đây, chính là cái sơ đồ của máy LG, ACS của máy LG. Và sau này chúng ta sửa tất cả các loại điều hòa mono, in thì cũng sẽ gặp. Nếu mà in thì làm gì có nguồn biến áp nữa. Cho nên là in là chỉ còn hai dạng 3 và 4 này thôi nhá. Còn điều hòa mono thì mới có cái dạng 1 và 2.
Và bây giờ chúng ta sẽ dò mạch một tí. Thầy thầy đường lấy bo cho anh em dò. Thầy có cái sơ đồ này là cái protocol này là nó có tác dụng là để nó đóng cửa cho thằng trang bên kia hoạt động, nhưng mà thằng trang là để nó đến đổ sung thôi, còn thằng protocol này nó vẫn lấy ra cái tín hiệu này thôi, nó vẫn lấy ra cái tín hiệu dấu hẹp như này ở bên này, bởi vì con này là nó tuyến tính, tức là con này nó rất tuyến tính. Tuyến tính có nghĩa là như này, bên này nó rất mạnh thì bên này nó cũng rất mạnh, bên này nó rất yếu thì bên này cũng rất yếu, cho nên là cái điện áp bên này đưa vào bên này cái hình dạng như thế này thì bên này người ta cũng nhận được nó giống thế. Nhưng mà có thể nó lấy ở điểm này hay là lấy điểm này, có thể cái xung nó ngược nhau. Ví dụ như là bên này nó lấy ở cái điểm này thì nó sẽ là cái cũng là thế này, nhưng nó lấy ở điểm này này nó sẽ ngược lại, nó ngược lại này, nó thế nha. Thế là cái con 817 nó nhiều tương tác nóng lắm. Nó chưa phải ra dạng xung đâu, nó vẫn ra cái dạng này đấy, chân này này, nó vẫn ra cái dạng này. Thì xin lỗi chú Kỳ này. Nó vẫn ra cái dạng này nhé, đo nếu mà ai có mấy sóng đo trước này nhé, nó vẫn ra đúng như thế này luôn này, đúng như này luôn này, đây này, nó ra đúng như này luôn này. Có thể nó biến đổi chiều của xung. Tùy theo cái điểm lấy, anh lấy ở đây thì nó ra cái quay lên trên, anh lấy ở đây thì nó quay lên dưới, sau đó đi qua cái thằng này này. Thì nó mới cách được cái chân này ra này nha, tức là đo chân C thằng này nó mới thành cái này, này. Nó mới thành cái này. À, đấy, cho nên người ta mới gọi là cái con này là con có dài tách xung. Nghề điện tử, điện lạnh, máy tính, điện thoại có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày. Nếu bạn chưa biết thì hãy bắt đầu ngay từ những giáo trình điện tử cơ bản hoàn toàn miễn phí phát trên kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa và học nghề trực tuyến.vn do kỹ sư Xuân Vĩnh giảng dạy. Khi đã có kiến thức căn bản, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội với các khóa học nâng cao trên website học nghề trực tuyến.vn. Trên website học nghề trực tuyến.vn đã có sẵn hàng chục khóa học video đào tạo kiến thức chuyên sâu về điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại, có hướng dẫn thực hành sửa chữa các pan bệnh mẫu, giúp bạn học đến đâu là làm được ngay đến đó. Hiện website vẫn đang liên tục cập nhật các giáo trình mới hàng ngày để phục vụ các bạn yêu nghề. Trong quá trình học các khóa học trên website, bạn có thể trao đổi với giáo viên bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn sẽ được trả lời ngay tất cả những vướng mắc trong quá trình học tập. Nếu bạn đã làm thợ, bạn luôn tìm các khóa học mới trên học nghề trực tuyến.vn giúp cho bạn luôn là người tiên phong làm chủ kỹ thuật. Ngoài ra, trung tâm còn liên tục mở các lớp học nghề tại chỗ, học tại Hà Nội, các nghề điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại. Để tìm hiểu thêm về các khóa học, bạn vui lòng liên hệ các số hotline 0964 027 299 hoặc 0936 327 789 hoặc 0936 927 789. Website học nghề trực tuyến.vn và Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa đã giúp cho hàng vạn học viên có việc làm ổn định, hàng ngàn học viên đã mở cửa hàng và có thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.